Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017, Thi Nhung đang có mặt tại thành phố Plano, Texas để tham dự buổi lễ khánh thành tại ngôi chùa Đại Bi. Và quý vị thân mến, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Và ngày hôm nay Thi Nhung nhận thấy rằng có rất đông Phật tử về đây tham dự buổi lễ khánh thành này. Và một ngôi chùa được xây dựng nên mà lại có đông Phật tử về tu tập và tham dự thì đó mới là công đức lớn nhất. Và mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Và thầy có thể chia sẻ về quá trình hình thành từ ngày thành lập cho đến bây giờ, mỗi quá trình rất là gian khó đúng không ạ? Thầy có thể chia sẻ được không? Nói về gian khó thì có rất là nhiều. Tuy nhiên ngôi chùa này được đặt đá xây dựng vào tháng 9 năm 2012 và trải qua 2 năm mình không có được thuận duyên với hai người thầu xây dựng và các anh em Phật tử, quý bác. Các anh em trong đạo hữu đã cùng với thầy ngày đêm nhật dạ để mà xây lên ngôi chánh điện này, đó là ngôi chùa chung. Đây là giờ phút linh thiêng trong niềm hân hoan chung của chư tôn đức tăng ni xa gần, của Phật tử và đồng hương, đặc biệt là Phật tử tại chùa Đại Bi. Lễ cắt băng khánh thành chùa Đại Bi tại thành phố Plano, tiểu bang Texas bắt đầu. Xin cùng hưởng lòng và hạ những chiếc bong bóng, gửi những lời cầu nguyện cho tất cả muôn người muôn loài cùng sống trong an toàn và hạnh phúc. Tất cả quý Phật tử cùng hoan hỷ phóng sanh cầu nguyện. Quý vị Phật tử
Đạo Pháp trường tồn do Tăng già hoàng hóa, thiền môn hương trình do đàn Việt phát tâm. Do vậy, chúng tôi luôn mong mỏi được đón nhận sự hộ trì nhiệt tình từ quý ân nhân tĩnh tâm với Tam Bảo, để cùng chúng tôi kiến lập đài bí từ được tốt đẹp và tạo nhiều phương tiện để giúp đỡ đời sống tâm linh cho người Việt tha hương ở đây. Nam mô Hộ Pháp Vĩ Đà Tôn Thiên Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, một ngôi chùa được xây nên trước là để thờ Phật và sau đó là để trở thành nơi tu tập và một nơi hoàn truyền Phật Pháp. Và quý vị thân mến, để đáp ứng nhu cầu tâm linh ngày càng phát triển của thời đại thì chùa cũng phải mở ra cho rộng hơn, lớn hơn, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc công đức xây chùa cũng to lớn hơn. Và xây dựng được một ngôi chùa đã khó rồi thì việc duy trì ngôi chùa đó lại còn khó hơn. Chúng tôi mong rằng ngôi chùa Đại Bi tọa lạc tại thành phố Plano, Texas sẽ luôn có những hoạt động tâm linh đều đặn và là một nơi thật trang nghiêm để quý Phật tử khắp nơi về tu tập. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Thi Nhung tường trình từ Plano, Texas.